không, anh về qua lại ngày 26/12 đây được mấy ngày thôi, tại vì đi làm ở công ty cho nên mình chỉ được nghỉ phép vài ngày. À không, thì thường anh bên Mỹ thì có công việc riêng mà riêng của bên anh thì không có tham gia. Không, cái đó thì mỗi người một cái duyên thôi, anh có công việc ổn định nhưng mà tình yêu hoài thì là đam mê sống. Ờ, cái đó thì thôi cho anh thích thì cái câu trả lời. À, chú Giang chọc với bạn hay là chọc? À, được rồi. À, chị đó thì ba để cho anh tự quyền quyết định. Chắc em nghĩ có chắc phải là hối, tại vì anh Dương hồi nãy là chọc chú Dương, chắc cũng mọi người đều muốn anh kiểu lập gia đình sớm. À, chú Giang chọc thì thôi, tại vì cuộc sống mình cảm thấy vui là được. Vậy mình ở bên Mỹ á, thì mình nghĩ là sau này mình sẽ cưới một người con gái Việt Nam hay là con gái Mỹ ạ? Ờ, thì thường thì anh theo cái sao cái gu của anh thì là con gái Việt Nam. Dạ, thì nói về gu thì mình có thể chia sẻ là mình sẽ mình có cái gu là nhất định không ạ? À, chỉ có duyên thôi. Ừ, dạ rồi. Cảm ơn mọi người muốn hỏi gì không ạ?